Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV. Sau đây là những nội dung sẽ có trong bản tin. Sáng nay, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Hưng Yên về một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phổ biến quán triệt, hướng dẫn tổ chức triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chủ trương đường lối, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và dư luận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngành tuyên giáo Hưng Yên luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn để định hướng tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện ngày lễ, ngày kỷ niệm của các danh nhân, của đất nước, của tỉnh và địa phương, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương đồng bào công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017-2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Những năm qua, đồng bào công giáo luôn đoàn kết hướng giáo, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, phong trào xây dựng khu dân cư 3.0, xứ đạo bình yên. Lòng tin của đồng bào có đạo vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và sự nghiệp đổi mới đất nước được khẳng định, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc. Các đại biểu là các linh mục, giáo dân đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh gắn với thực hiện giáo lý, giáo điều, nếp sống đạo của người công giáo. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị tân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục phấn đấu, trao dồi kiến thức để cùng ban lãnh đạo, tập thể, công chức viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Hữu Nhân tiếp tục phát huy tốt vai trò người đứng đầu, khắc phục tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu với tỉnh những định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch. Trước mắt, tập trung duy trì bảo dưỡng các công trình văn hóa quan trọng của tỉnh và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án liên quan. Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm học qua, thầy và trò trên toàn tỉnh đã thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch bệnh, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,76%. Có 37 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, một dự án khoa học kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 tại Hoa Kỳ. Tỉnh Hưng Yên đã triển khai thành công chương trình sách giáo khoa phổ thông mới ở lớp 1, 2 và 6, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dạy và học chương trình mới ở khối 3, 7 và 10. Trong năm học mới, ngành giáo dục đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên tổ chức bình tuyển và chứng nhận 13 cây nhãn đầu dòng năm 2022. Tham gia bình tuyển có 74 cây nhãn gồm các giống nhãn chủ yếu như nhãn chín muộn khoái châu, hưng chi, T6, nhãn siêu ngọt, nhãn cùi cổ, nhãn đường phèn. Kết quả đã có 13 trên 17 cây nhãn trà chín sớm đạt tiêu chuẩn cây đầu dòng. Trong đó có 7 cây tại thành phố Hưng Yên, 3 cây ở huyện Ân Thi và 3 cây tại huyện Kim Động. Đối với vải, hội đồng bình tuyển đã trao giấy chứng nhận cây đầu dòng với 3 cây vải lai chín sớm tại các xã Minh Tiến, Tam Đa, 3 cây vải trứng Hưng Yên tại xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Năm nay, huyện Văn Giang được giao và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hơn 400 tỷ đồng, nhưng đến giữa tháng 8, huyện mới thực hiện giải ngân đạt trên 30 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm chưa giải ngân như kè mái sông Ngưu Giang và chỉnh trang cảnh quan tuyến đường DH23, đoạn từ máng kênh Tây đến nút giao DH17, dự án cải tạo nâng cấp đường DT379B. Nguyên nhân là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm khiến hầu hết dự án chậm tiến độ. Ngoài ra, do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công, triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt đơn giá của một số vật liệu vào thời điểm đầu năm 2022 tăng mạnh. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ ước tính giải ngân đầu tư công 8 tháng đầu năm đạt hơn 35% kế hoạch và tương đương 39% kế hoạch Thủ tướng giao. Khoảng 1/3 địa phương và phần lớn bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 35%, trong đó có 3 địa phương và 27 bộ giải ngân dưới 20%.
Năm nay là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, nhưng trong năm đầu, kế hoạch tới tháng 7 năm 2021 mới thông qua nên việc triển khai thực chất bắt đầu từ đầu năm 2022 tới nay nên chậm. Ngoài ra, hiện tâm lý các địa phương đều rất e ngại trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư dẫn đến chậm hơn so với yêu cầu. Một số nơi không dám làm, ảnh hưởng tới tiến độ chung. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đang rà soát để bỏ quy định chỉnh sổ hộ khẩu. Việc thu hồi này là theo quy định của luật đã được Quốc hội thông qua. Khi đã thực hiện điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đương nhiên sổ hộ khẩu có giữ lại thì thông tin trong sổ cũng không còn giá trị nữa vì không còn chính xác. Nếu trả lại, người dân vẫn dùng sổ hộ khẩu đi giao dịch sẽ chỉ sinh ra những thông tin sai lệch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến nay, cơ quan công an đã thu hồi hơn 1,5 triệu sổ hộ khẩu có sự thay đổi về thông tin khi giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú cho người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố nhiều thanh thiếu niên có hành vi đánh nhau, đua xe máy rồi tấn công cả cảnh sát vừa xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngày 13 tháng 8, tổ công tác công an thành phố Hải Phòng bắt giữ nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí. Quá trình bắt giữ, một số đối tượng có hành vi chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào tổ công tác. Tổ công tác đã bắt giữ được 6 đối tượng đưa về trụ sở làm rõ. Ngày 15 tháng 8, tổ công tác thành phố phát hiện bắt giữ 7 đối tượng có hành vi chuẩn bị hung khí, giáo, kiếm, đinh ba, bom xăng, vỏ chai thủy tinh tại phường Lãm Hà, quận Kiến An để đánh nhau với nhóm đối tượng ở An Đồng, Kiến An. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều hung khí và 2 xe máy. Trận động đất liên tiếp ở Kon Tum từ chiều qua đến sáng 24 tháng 8 ở huyện Kon Plong xảy ra 12 trận động đất gây dư chấn dao động từ 2,5 tới 4,7 độ Richter theo Viện Vật lý Địa cầu. Trận đầu tiên độ lớn 4,7 Richter gây rung chấn mạnh nhất ở Kon Tum từ trước tới nay liên quan động đất. Người dân các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc. 11 trận sau đó độ lớn từ 2,5 tới 2,9 độ Richter. Trận gần nhất xảy ra lúc 1 giờ 21 phút hôm nay, độ lớn 2,5 độ Richter. Các trận động đất khiến mái ngói của một hộ dân ở xã Đắk Rinh, huyện Kon Plong đổ sập, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng không quân Ấn Độ vừa thông báo sa thải 3 sĩ quan sau sự cố phóng nhầm tên lửa hành trình vào Pakistan xảy ra vào tháng 3 năm nay. Thông báo cho biết một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos bị phóng nhầm sang lãnh thổ Pakistan hôm 9 tháng 3. Ấn Độ đã thành lập nhóm điều tra để xác định chi tiết sự cố, truy xét trách nhiệm và phát hiện 3 quan chức liên quan tới vụ việc. Phía Pakistan khi đó đã lên tiếng phản đối và đồng thời cảnh báo New Delhi cần phải lưu ý đến những hậu quả không mong muốn và cần có những biện pháp an ninh, đảm bảo an toàn kỹ thuật để ngăn chặn các sự cố tái diễn. Bộ Tư pháp Brazil thông báo phạt mạng xã hội Facebook khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ vì làm rò rỉ thông tin cá nhân và dữ liệu của 443.000 người dùng tại nước này. Bộ Tư pháp Brazil cho biết thông tin cá nhân và dữ liệu của người dùng đã được Facebook giao cho một công ty tư vấn của Anh. Công ty này sau đó đã bị rò rỉ dữ liệu, trong đó có thông tin cá nhân của hơn 443.000 công dân Brazil. Bộ Tư pháp Brazil không chấp nhận các lập luận do Facebook đưa ra và quyết định xử phạt mạng xã hội này. Tuy nhiên, Facebook vẫn có thể kháng cáo quyết định nói trên. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1.400 sông băng của Thụy Sĩ đã mất 50% tổng thể tích băng trong vòng chưa đầy một thế kỷ và tình trạng băng tan đang gia tăng. Nghiên cứu cho biết khối lượng băng trên các sông băng đã giảm một nửa trong 85 năm kể từ năm 1931 đến năm 2016. Kể từ năm 2016, các sông băng mất thêm 12% lượng băng. Theo diện tích, số lượng sông băng của Thụy Sĩ chiếm khoảng một nửa tổng số sông băng trên dãy Alper. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin mới nhất cho chúng tôi qua các địa chỉ: trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV hoặc email thoisuhi@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.